thủ đoạn hô biến heo lậu thành heo nội địa. Giá heo trong nước bật tăng trong khoảng một tháng gần đây, nhưng nhanh chóng hạ nhiệt vì nguồn cung đang có sự tham gia của một lượng heo nhập lậu qua biên giới. Heo nhập lậu thì đã rõ, nhưng bằng cách nào những con heo nhập lậu này lại có thể vận chuyển và đem đi tiêu thụ được ở nhiều tỉnh thành trong khi không có các loại giấy tờ kiểm dịch thú y và các loại giấy tờ liên quan? Vậy đâu là thủ đoạn biến heo lậu thành heo nội địa để mang đi tiêu thụ? Một loạt thủ đoạn trá hình tinh vi được tiết lộ trong việc nhập lậu và tiêu thụ heo từ Campuchia tại nhiều tỉnh thành Việt Nam. Các đối tượng đã sử dụng giấy tờ hợp pháp mặc dù không phản ánh đúng nguồn gốc và số lượng heo. Hơn nữa, họ đã tận dụng lỗ hổng trong hệ thống kiểm dịch khi kiểm dịch viên chỉ có nhiệm vụ đóng dấu mà không kiểm tra thực tế. Điểm đáng nói, xe tải chở heo thường giả mạo số lượng và nguồn gốc, ví dụ như chỉ chở 25 con nhưng giấy tờ lại cho thấy là 45 con. Heo nội địa cũng bị pha trộn với heo nhập lậu tại các điểm buôn bán, khiến người mua hoàn toàn bất lực trong việc phân biệt. Thời gian qua, tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép heo qua biên giới điền ra khá phổ biến, phức tạp, làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng v.v.